Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 14 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung chính. Xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại phục vụ du lịch, quyết tâm phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế. Đại lễ tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại khu di tích danh thắng Yên Tử. Ngành y tế tận dụng ưu thế công nghệ thông tin trong đào tạo hỗ trợ chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xử lý nghiêm tình trạng xe chở vật liệu vi phạm kích thước thành thùng, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, khảo sát và làm việc với huyện Bình Liêu về việc phát triển du lịch cộng đồng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực địa khu vực núi Cao Ly và thôn Cao Sơn, nơi có toàn bộ các hộ dân là dân tộc Dao Thanh Phán trên địa bàn xã Hoành Mô. Kiểm tra thực địa bản Khe Tiền, xã Đồng Văn, nơi có trang trại nuôi cá nước lạnh thuộc bản Sông Móc, xã Đồng Văn. Và kiểm tra tại khu du lịch danh thắng Thác Khe Văn tại xã Húc Động. Đây là các khu vực huyện Bình Liêu đang xây dựng phát triển du lịch cộng đồng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự đổi mới, cách làm sáng tạo của huyện Bình Liêu trong thu hút và phát triển du lịch thời gian gần đây. Cùng với phát triển du lịch trải nghiệm, khám phá những dấu mốc thiêng liêng nơi biên cương của Tổ quốc, Bình Liêu còn có lợi thế về phong cảnh miền núi với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ. Đây là giá trị riêng có để phát triển du lịch cộng đồng. Do vậy, cùng với việc thu hút doanh nghiệp đầu tư tại vùng lõi của các khu du lịch, huyện Bình Liêu cần quản lý tốt công tác quy hoạch, giữ gìn các nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn là những bản làng với nhà cổ, ruộng bậc thang. Đồng thời phải tuyên truyền tới người dân trồng và phát triển nhiều hơn nữa các loại cây bản địa, nâng cao công tác bảo vệ môi trường tự nhiên. Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra tiến độ và giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả. Dự án đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả có chiều dài 18,6 km. Ngay sau khi khởi công từ tháng 8 năm 2019, các nhà thầu đã tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến với 4 mũi thi công liên tục. Đến nay đã thảm bê tông nhựa mặt đường được 8,5 km và đang đẩy nhanh tiến độ thi công phần diện tích còn lại, quyết tâm hoàn thành sớm so với kế hoạch. Tuy nhiên hiện nay, việc triển khai dự án vẫn gặp một số vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng 3,5 km đoạn qua lữ đoàn 170 Hải quân trên địa bàn thành phố Hạ Long và khoảng 400 m đoạn thuộc thành phố Cẩm Phả do trùng với tuyến đường vận chuyển than của Tổng công ty Đông Bắc và một phần diện tích trồng lấn với quy hoạch khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Quang Hành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tại những đoạn đã có mặt bằng, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2021. Đối với những vướng mắc về mặt bằng, trong tháng 12 này, thành phố Cẩm Phả hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nút giao đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả với đường vào khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Quang Hành, đồng thời đề xuất tuyến đường vận chuyển than tạm cho Tổng công ty Đông Bắc. Đối với phần diện tích qua lữ đoàn Hải quân 170, trong tháng 12, thành phố Hạ Long phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hoàn trả cho đơn vị. Thị xã Quảng Yên phê duyệt ranh giới đất hoán đổi cho lữ đoàn Hải quân 170 xong trước ngày 15 tháng 12. Trên cơ sở đó, báo cáo Bộ Quốc phòng ra quyết định về việc hoán đổi đất trong tháng 12 năm 2020. Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng đề án phát triển kinh tế ban đêm nhằm thu hút đầu tư bài bản, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế tập trung vào 4 lĩnh vực: văn hóa, vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống, mua sắm và dịch vụ du lịch. Mục tiêu là tạo ra nhiều điểm vui chơi giải trí về đêm quy mô lớn, khai thác từ 6 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Giai đoạn 1, giai đoạn thí điểm, trong năm 2021-2022, tỉnh sẽ khảo sát, chọn lọc, tổ chức khai thác các khu vực, dịch vụ, phục vụ kinh tế ban đêm sẵn có, trên nguyên tắc đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự. Giai đoạn 2, từ 2022 đến năm 2025, hoàn thành quy hoạch định hướng phát triển kinh tế ban đêm. Giai đoạn 3, từ năm 2025 trở đi, hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án, các tổ hợp giải trí ban đêm. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe báo cáo tiến độ xây dựng đề án vào sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng yêu cầu các sở ngành tiếp tục thực hiện các bước hoàn thiện đề án, tập trung xây dựng quy hoạch, mô hình thí điểm,
có cơ chế quản lý vận hành và chính sách thúc đẩy các mô hình kinh tế ban đêm phát triển thuận lợi nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc thị trường, qua đó phát huy tối đa cơ sở hạ tầng, tạo động lực mới cho nền kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Các địa phương, đặc biệt là thành phố Hạ Long và thành phố Uông Bí, sớm làm việc với các doanh nghiệp để xác định địa điểm, loại hình dịch vụ. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, trong suốt 10 năm qua, bằng những cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, Quảng Ninh đã xây dựng được một hệ thống cảng biển phục vụ cho du lịch hiện đại đẳng cấp quốc tế. Thông qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh. Đây là hình ảnh của cảng tàu du lịch Bãi Cháy những năm 2015 trở về trước. Chật chội, quá tải, đặc biệt là trong những lúc cao điểm đón khách du lịch. Những bất cập này đã được khắc phục triệt để khi từ đầu năm 2016, hoạt động đón khách tham quan Vịnh Hạ Long được chuyển về cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Với chiều dài bến neo đậu hơn 10 km, cho phép cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu có thể cùng lúc tiếp nhận 2.000 tàu neo đậu đón trả khách. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng phụ trợ cho cảng tàu này cũng được đầu tư đồng bộ, đảm bảo đáp ứng hoạt động đón trả khách tham quan Vịnh Hạ Long ngay cả trong thời gian cao điểm nhất. Để có được một cảng biển hiện đại đồng bộ như vậy là kết quả của cả một quá trình nỗ lực cố gắng từ doanh nghiệp cũng như các giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện từ phía chính quyền tỉnh Quảng Ninh. Sự giúp đỡ, sự chỉ đạo, rồi là sự hỗ trợ, trách nhiệm, nhiệt tình và hiệu quả của lãnh đạo, các thế hệ của tỉnh Quảng Ninh, của thành phố Hạ Long. Nếu không có sự giúp đỡ đó thì chúng tôi không thể hoàn thành được. Các đồng chí không chỉ giúp đỡ bằng pháp lý, bằng văn bản, bằng chỉ đạo, bằng sự quyết tâm, bằng biểu dương khen thưởng, bằng cổ vũ động viên, mà các đồng chí còn giúp đỡ bằng cả những trí tuệ để giúp chúng tôi nghĩ ra, làm ra, luôn luôn làm mới để mà xây dựng hòn đảo này nó đáp ứng với yêu cầu của dịch vụ du lịch trong giai đoạn mới. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung bình mỗi năm, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã đưa đón hơn 3 triệu lượt khách trong nước và quốc tế tham quan Vịnh Hạ Long với chất lượng phục vụ không ngừng được cải thiện. Các cái cơ sở hạ tầng và đón trả khách ở đây quá thuận tiện luôn. Xưa kia thì bên kia đấy thì chen chúc rất là vất vả. Nhưng từ khi mà sang đây cảm thấy các cái đường đón trả khách rất thuận tiện cho các phương tiện tàu khách cho đến các chủ tàu rất là thoải mái luôn. Là đón khách là an toàn, cập bến hay là ra vào bến rất thuận tiện. So với trước đây thì bữa nay thay đổi quá nhiều. Cơ sở hạ tầng là coi như là rất là hiện đại. Thấy còn bãi đổ xe rồi cũng rộng rãi, rồi khách đến rồi cũng tiếp đón rất là niềm nở, phục vụ rất là nhanh. Rồi cái môi trường ở đây rất là sạch sẽ. Tôi thấy rất là tốt so với những nơi chỗ khác tôi đi, cho nên là chúng tôi đến đây rất là hài lòng. Khắc phục được hạn chế về hạ tầng cảng biển phục vụ cho khách tham quan Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh lại tiếp tục tìm những giải pháp để tháo gỡ nút thắt về hạ tầng để đón được những chuyến tàu biển du lịch quốc tế. Trước đây, để đón được các con tàu du lịch quốc tế đến Hạ Long, cách duy nhất là sử dụng tender chuyển tải du khách từ tàu vào đất liền, gây bất tiện cho du khách và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để giải quyết vấn đề này, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Đây là cảng tàu khách du lịch chuyên biệt do tư nhân đầu tư đầu tiên, duy nhất và hiện đại nhất trong cả nước hiện nay, có thể tiếp nhận những con tàu du lịch lớn nhất trên thế giới cập cảng. Từ khi đi vào hoạt động, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón hàng chục chuyến tàu biển với hơn 100.000 lượt khách đến với thành phố di sản, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Cảng tàu khách du lịch quốc tế này đầu tư và được đón những cái đoàn tàu lớn hơn và khách du lịch quốc tế thì đến nhiều hơn thì chúng tôi thấy là rất tự hào. Quảng Ninh là một cái điểm du lịch mang tầm cỡ quốc tế và người dân thì chúng tôi được mở mang về du lịch, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong thành phố Hạ Long.
Cùng với cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, trong những năm qua, Quảng Ninh đã đầu tư nâng cấp hàng loạt các cảng bến, vừa phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, vừa phục vụ phát triển du lịch, trong đó đặc biệt là hệ thống cảng bến ra tuyến đảo. Từ đó khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sẵn có, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng. Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức đại lễ tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại Cung Trúc Lâm, khu di tích danh thắng Yên Tử. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1258, tức ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ, con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh. Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh hùng, người đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh tan đế quốc Nguyên Mông vào năm 1285 và năm 1288, mang lại độc lập hòa bình cho đất nước. Sau khi hoàn thành trách nhiệm vẻ vang với dân tộc, năm 1299, Ngài đã về Yên Tử, xuất gia tu Phật, thống nhất ba thiền phái Phật giáo Việt Nam, sáng lập Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, nền Phật giáo thống nhất của người Việt, với tư tưởng hòa quang đồng trần, cư trần lạc đạo, xây dựng một nền Phật giáo nhập thế yêu nước. Tư tưởng đó đã trở thành sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam cho đến tận ngày nay. Đại lễ tưởng niệm hôm nay là để tỏ lòng thành kính của tăng ni Phật tử nhân dân đối với công đức của Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo pháp và dân tộc. Thứ hai nữa đấy là để tăng ni Phật tử Việt Nam học tập cái tấm gương hạnh tuệ của Ngài, đặc biệt là phát huy cái tinh thần nhập thế yêu nước của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, thực hiện hữu hiệu cái phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, thực thể đã kế thừa tinh thần di sản của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Hơn 700 năm đã qua, song công đức đạo nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn còn sống mãi trong trang sử vàng son của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam, trong sự nghiệp hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp toàn dân. Đại lễ tưởng niệm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là ngày hội của Phật tử nhân dân cả nước, khẳng định phương châm đạo pháp đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội văn minh no ấm. Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ là một cái Phật giáo mang cái tính bản sắc dân tộc rất cao, chứ không phải là chỉ có cái mang cái tính đạo hạnh. Phật giáo thì là đã dẫn con người ta đến cái hướng thiện. Nhưng Phật giáo Trúc Lâm nó khác với Phật giáo, là Phật giáo bản địa này là Phật giáo của xuất thế và nhập thế. Thì với một cái khung cảnh rất là an lạc mà ban tổ chức đã sắp xếp, thì ngày hôm nay thì cũng là một trong những Phật tử được về đây và hòa chung không khí này, thì cảm giác của em khi đến đây là một nơi rất là bình an và cũng rất là vui khi mà thấy rất là nhiều những Phật tử, không chỉ là ở Quảng Ninh mà rất là nhiều nơi. Rất là tự hào có một núi non Yên Tử rất là linh thiêng. Thì hàng năm thì về với Yên Tử thì chúng tôi là cảm nhận được cái việc mà linh thiêng của Ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đại lễ tưởng niệm không chỉ thể hiện sự tri ân đối với công đức của Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mà còn là dịp giới thiệu quảng bá các giá trị tư tưởng, văn hóa đặc sắc của Phật Hoàng, Phật giáo Trúc Lâm, Phật giáo Việt Nam nói riêng, hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam nói chung. Khai thác tối đa lợi thế đất đai để mở rộng diện tích cây trồng ngắn ngày, tăng thu nhập cho bà con nông dân là mục tiêu tiếp tục được thị xã Đông Triều tập trung ở vụ đông năm nay. Cùng với các loại cây trồng thế mạnh như khoai tây Atlantic, năm nay thị xã đưa thêm một số cây mới vào trồng để đa dạng nguồn nông sản vụ đông. Vụ đông năm nay, lần đầu tiên thị xã Đông Triều đưa cây tỏi vào trồng làm dược liệu và liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con. Việc đưa cây tỏi vào trồng trên diện tích hơn 140 hectare, tập trung ở 4 phường xã gồm An Sinh, Nguyễn Huệ, Hồng Phong và Hưng Đạo, giúp khai thác triệt để diện tích đất canh tác sau thu hoạch vụ mùa và nâng cao thu nhập cho nông dân. Đến nay thì được 2 tháng rồi, cây tỏi thì nó cũng phát triển đến giờ trồng cũng tương đối.
Chúng tôi dự kiến là đến tháng 2 là được thu hoạch, thì mỗi một hecta là cũng được khoảng 50 triệu. Cùng với trồng tỏi làm dược liệu, Đông Triều cũng đang mở rộng trồng hoa, ngô và các loại rau màu vụ đông. Đặc biệt diện tích trồng khoai tây Atlantic được bà con nông dân duy trì gắn với bao tiêu sản phẩm mang lại hiệu quả cao. Cây khoai tây này từ bắt đầu đưa về thì chỉ có vài chục hecta thôi. Thế nhưng mà 2-3 năm nay là coi như là dân chúng mở rộng thì nó phải vào khoảng vài 300 hecta. Nói chung là nguồn thu nhập thì nó cao mà nó ngắn ngày. Nó có 3 cái loại cây là chính ở đây. Một là cây ngô đông, hai là cây khoai lang, ba là khoai tây. Đấy, chúng tôi đưa 3 cái đấy vào để mà tăng thu nhập thêm cái vụ 3. Thời điểm này, toàn bộ diện tích 1.300 hecta cây vụ đông đã được bà con nông dân thị xã Đông Triều đưa vào trồng và đang tập trung chăm sóc để cây phát triển tốt, thu hoạch đúng thời vụ. Qua đó tạo nguồn nông sản phong phú cung cấp cho thị trường dịp cuối năm. Đối với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thị xã Đông Triều, chúng tôi luôn luôn đồng hành với bà con nông dân. Tôi đã khuyến cáo gắn kết với các công ty doanh nghiệp để làm sao cùng đồng hành với bà con nông dân vào đầu tư giống, kỹ thuật và tổ chức thu mua sản phẩm cho bà con nông dân. Cây vụ đông được thị xã Đông Triều tập trung phát triển mạnh, nhất là trên những chân ruộng canh tác hai vụ lúa đã hình thành nên những cánh đồng sản xuất tập trung cho thu nhập cao. Đồng thời tiềm năng đất đai được khai thác hiệu quả. Và vụ đông đã và đang trở thành vụ sản xuất mang lại thu nhập cao nhất trong cả năm cho bà con nông dân địa phương. Tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin trong đào tạo hỗ trợ chuyên môn là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh được ngành y tế Quảng Ninh đẩy mạnh những năm qua. Nhờ các ứng dụng như Telemedicine, Telehealth đã góp phần kéo gần khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến, giúp người bệnh được cấp cứu, điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Em bé sinh non này đã được cứu sống nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương và tích cực của đội ngũ y bác sĩ hai đơn vị y tế, Trung tâm Y tế huyện Cô Tô và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ngay sau khi mẹ bé nhập viện với những dấu hiệu bất thường ở tuần thai 29, thông qua hệ thống Telemedicine, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã cùng hội chẩn với Trung tâm Y tế huyện Cô Tô hỗ trợ mổ lấy thai từ xa, cũng như hướng dẫn cấp cứu sau sinh và điều trị tích cực cho đến khi bé đủ khỏe để chuyển tuyến. Là em bé mổ cấp cứu vì xa dây dao. Đây là một trường hợp mổ cấp cứu tối khẩn cấp trong sản khoa. Thế thì khi mà nếu mà mình chờ đợi để chuyển mẹ vào đây và sau đó mới mổ em bé thì nó sẽ có rất là nhiều những cái nguy cơ. Mẹ em bé sẽ không chờ đợi được, em bé cũng không chờ đợi được và nguy cơ tử vong có thể xảy ra với cả mẹ và cả em bé. Thế tuy nhiên thì với cái vấn đề đó là hiện nay thì mình có thể là hội chẩn trực tuyến qua hệ thống telemedicine. Thì vì thế thì việc gọi là mổ phẫu thuật là bắt thai nó được chỉnh chu hơn, góp phần nâng cao được cái tỷ lệ sống của trẻ sơ sinh. Đến nay, ngành y tế Quảng Ninh đã kết nối được trên 30 cơ sở y tế, gồm tất cả các cơ sở tuyến huyện trở lên và một số điểm tuyến xã của Quảng Ninh với hệ thống telemedicine. Thông qua hệ thống này, hàng ngàn ca bệnh cấp cứu đã được hỗ trợ xử trí kịp thời mà không phải chuyển tuyến, giúp người bệnh tăng tỷ lệ sống cũng như hồi phục. Đây là một cái hoạt động hết sức có ý nghĩa. Không những nó giúp cho cái kéo gần cái khoảng cách giữa tuyến tỉnh, tuyến huyện, mà còn giúp cho được tranh thủ những cái trí tuệ của các chuyên gia đầu ngành của tỉnh để hỗ trợ đào tạo giúp đỡ cho các cái cán bộ y tế tuyến dưới không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của mình và từ đó giúp cho cái việc năng lực chẩn đoán và điều trị, chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở ngày một nâng cao. Cùng với telemedicine, trong tháng 10 vừa qua, 18 đơn vị y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh của Quảng Ninh cũng đã kết nối với hệ thống telehealth do Bộ Y tế vận hành. Theo đó, các đơn vị y tế Quảng Ninh còn nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành đến từ 27 bệnh viện tuyến cuối của cả nước thông qua telehealth hỗ trợ hội chẩn trực tuyến hàng tuần. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa hệ thống khám chữa bệnh từ xa của tỉnh để mở rộng cũng như là lan tỏa tới nhiều cơ sở hơn và nhiều chuyên khoa hơn và thậm chí là tiến tới triển khai xuống tới tuyến xã, để cho người dân địa phương được hưởng các cái chế độ chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, cho cái việc chăm sóc sức khỏe toàn dân được tốt hơn. Năm 2020, bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, các đơn vị y tế còn phải làm tốt công tác phòng chống dịch.
Trong điều kiện đó, hệ thống telemedicine cũng như telehealth đang tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, giúp các đơn vị tăng cường công tác khám chữa bệnh từ xa, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến. Hôm nay, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Lữ đoàn Hải quân 147 tổ chức ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác tuyên truyền sâu rộng luật pháp Việt Nam, các công ước quốc tế về luật biển và hiệp định tuyên bố chung giữa Việt Nam và quốc tế liên quan đến hợp tác nghề cá và ứng xử trên biển, quan điểm, đường lối và kết quả đối ngoại của Hải quân Việt Nam và công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Hải quân trên các hạ tầng truyền thông của Trung tâm Truyền thông tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và bảo vệ bền vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, Quỹ Bảo vệ Môi trường và Phát triển đất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai tổ chức chương trình phổ biến tác hại của rác thải nhựa, hướng dẫn phân loại rác và trao tặng thùng phân loại rác. Tại chương trình, các em học sinh trường Trung học Phổ thông Hòn Gai đã được tuyên truyền về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, tác động của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người, những giải pháp hạn chế, tái chế rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, bảo vệ nguồn nước, đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Đồng thời, được hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về kỹ năng thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, để rác thải có thể trở thành nguồn tài nguyên tái chế, phục vụ cho cuộc sống của con người. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động chống rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, hôm nay chúng tôi phát động đến các thầy cô cùng toàn thể các em học sinh trường Trung học Phổ thông Hòn Gai về tác hại của rác thải nhựa. Và cũng trong chương trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến đến các địa phương như Móng Cái, Đông Triều và Cô Tô để mọi người dân có thêm thông tin về tác hại của rác thải nhựa và cùng nhau lan tỏa tới cộng đồng thông điệp, chung tay bảo vệ môi trường sống, làm cho thế giới sạch hơn. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phổ biến tác hại rác thải nhựa của Quỹ Bảo vệ Môi trường và Phát triển đất, Sở Tài nguyên Môi trường tại các trường học, các địa phương nhằm nâng cao ý thức cho các em học sinh và nhân dân về hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, tái chế rác thải. Qua đó, nhân rộng những hành động đẹp, lan truyền mạnh mẽ thông điệp về bảo vệ môi trường đến với cộng đồng, hướng tới thực hiện các biện pháp loại trừ, hạn chế rác thải nhựa trong đời sống hàng ngày, xây dựng thói quen tích cực, góp phần gìn giữ bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ Môi trường và Phát triển đất, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đã trao tặng một số thùng phân loại rác cho trường Trung học Phổ thông Hòn Gai. Thời gian gần đây, trên quốc lộ 18 đoạn qua thành phố Móng Cái thường xuyên xảy ra tình trạng xe chở vật liệu vi phạm kích thước thành thùng, rơi vãi vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Để xử lý tình trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Quốc lộ 18 đoạn qua xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh phát hiện xe tải chở đất mang biển kiểm soát 14H00377 của công ty trách nhiệm hữu hạn san lấp và xây dựng Dũng Mạnh, địa chỉ trên địa bàn xã Hải Tiến. Phương tiện này không che chắn cẩn thận, thành thùng cơi nới gấp đôi so với thiết kế. Lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ với lý do là giấy tờ xe đều do chủ xe giữ, khiến cho việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Để xử lý những phương tiện chở quá khổ quá tải, thay vì lập chốt kiểm tra cố định, đội cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh phối hợp với trạm kiểm tra tải trọng phương tiện lưu động và thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tổ chức tuần tra lưu động đột xuất. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, riêng tại địa bàn thành phố Móng Cái, trên 100 trường hợp xe chở đất vi phạm kích thước thành thùng, chở quá tải, rơi vãi vật liệu đã bị xử lý. Chúng tôi bố trí các tổ công tác có thể ghi hình các xe vi phạm, sau đó báo cho tổ công tác hoặc phạt để gửi thông báo về xử phạt nguội. Đối với những xe mà vi phạm nhiều lần thì chúng tôi sẽ có giấy thông báo gửi về đến chủ đầu tư và kiến nghị sẽ xử lý dừng cái phương tiện đó. Đã có không ít lần các lực lượng chức năng ra quân xử lý, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì xe quá khổ quá tải lại tái diễn, gây mất trật tự an toàn giao thông. Để xử lý hiệu quả tình trạng này, cần có cả sự vào cuộc nghiêm túc của chính quyền địa phương cùng với chủ đầu tư các dự án,
kiểm soát chặt chẽ kích thước thành thùng tải trọng phương tiện ngay từ đầu bến bãi. Tới đây, chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.